Khánh xin chào ông bà, cô chú, anh chị em thân yêu. Ngày hôm qua thì cậu Năm mắc đi đám. Rồi. Hôm cậu Năm. Rồi. Rồi bữa nay thì mình cũng kiếm được cho cậu Năm một một mớ tàu lương. Đó. Tàu lương chứ không phải tàu xà lẹt. Rồi, tàu lương. Cái lương đó là nó bò ở dưới miếng đất đó con. Rồi nó cay dữ lắm. Đó. Cay đúng không nào? Rồi. Cái này mình xin ngày hôm qua mà tưa nắng quá, hôm qua tưa nắng quá nên nó bị héo. Ngày gì có phải khô không Năm? À, để vậy nóng à. À rồi bữa nay á, nhờ chị Tư đi vô mỏ cày á, mua 80 gram ghế lụ. Ghế lụ. Rồi 18 gram cái 8 gram đại hoàng. Đại hoàng. Đại hoàng là gì chỗ Năm? Đại hoàng là nước tàu á. Kiểu thuốc bắc đó con. Ờ thuốc thuốc bắc. Ủa thuốc tàu hả? Thuốc bắc gì mà nó kêu đại hoàng mà mình nghĩ cây thuốc nam mình à. Thuốc bắc không vậy mà thuốc tàu không vậy à. Bắc. Chắc bắc thuốc tàu, thuốc bắc thuốc tàu chắc thứ quá cậu Năm. Thứ à. Ờ chắc thứ, ăn thứ quá. Rồi. Tàu đem qua bắc, rồi bắc rồi đem vô Nam. Rồi cái cái cậu cộng lại với tàu lương nè, cậu nấu, cái cậu uống. Uống rồi cái khi uống vô rồi cậu uống phải uống muỗng dầu dừa. Muỗng dầu dừa cái nó vô tổng cái thì nó cầu thì cay. Thì cay. Cay còn gỉ lụ thì cũng đắng chát lắm. Trời ơi. Chát. Cái đó chứ khó uống nào mày. Ừ. Rồi gỉ cao thì cũng chát. Uống ăn cho nó chết mà cho sáng nó chết. Rồi còn dầu dừa thì tẩy á, tẩy cũng như thuốc sọ. Dầu dừa chắc nó tán cái bụng mình lại. Dầu dừa nó trơn nặng, con đó nó tột ra. Người ta bài, cậu nghe cậu cũng mừng mà chưa có làm. Bữa nay uống hả? Bữa nay gom về thì đặng nấu uống. Còn bữa nay thì nấu vừa uống viên thuốc tây, sáng là cậu uống viên thuốc tây rồi á. Hồi nữa cậu về cậu uống một chén thuốc nam. Rồi trưa cậu ăn hột đu đủ. Làm rồi, hai ba thứ vậy á. Cậu Năm làm đủ thứ hết trơn á. Là kỳ đó tôi bị sấn chó rồi nè. Uống con thứ thuốc à. Thứ uống con thứ của cái bên cái phòng khám bên bên Bến Tre á. Thì ngứa mà nó gãy có đốm, cái đốm kỳ lắm. Cái vậy mà uống hết rồi nè. Hết bây giờ luôn rồi. Không có ngãy nữa. Hút thuốc hả? Uống thuốc tây. Nó đưa ra một bán một bịch rồi uống hai tuần lễ. Rồi hết luôn. Là cái ông cái bà này chắc tám mấy tuổi ở bên thị xã thành phố đây á. Bà nói cháu bà uống cái kiểu này nó ra cái bà dít tờ nó me cái me nó y như gít á. Nó bám trong ruột mình nó đau á. Còn ông kia nhưng quá giật trong phim á mà sơn mít á. Giống như cái sơn mít vậy, nó dài ghê lắm, theo cái đường ruột mình á. Nó chết luôn. Còn ông kia á ra nguyên con cái bắt đầu ông rửa, ông bỏ trong cái keo, ông chế rượu, ông ngâm để dành. Còn mới mốt ví dụ cậu Năm mà nó chui ra rồi cậu Năm làm gì cậu Năm? Thôi cậu đốt bỏ. Cậu đốt không cho thánh coi với. Nó theo cậu Năm mấy chục năm rồi. Này khoảng bốn mấy năm rồi con. Cái con nó bốn mấy tuổi rồi Năm. Hồ bà nội bà còn á là bà ngoại. Bà ngoại con còn á là bà đi kiếm cái này cái kia người ta bày mà cậu uống không hết. Thôi nó uống vô bưởi tờ vô bưởi nấu rồi nó theo muốn chết. Vỏ bưởi thì nấu rồi cả tô rồi cái nấu cái vỏ theo mày con. Trời ơi con bệnh luôn bưởi con uống đại một cái mà vậy mà nó cũng không chết. Con nghĩ sao nó mạnh quá trời. Còn giờ khóm mà cậu sát ra nhỏ nhỏ cái dầu xăng cậu chế nửa chén dầu xăng cậu chấm cậu uống cậu ăn mà cũng không chết nữa. Cái đó là người ta chết đó cậu Năm. Ôi rồi ăn mình chết đấy. Rồi cái bà kia hô nó ở trong bụng nó cắn đau quá rồi giết hết hàm sống rồi tự giận uống một ly dầu lửa tự giận mà ai giờ uống bà không chết mà con đó chết. Trời ơi đỡ sức sao cậu cũng bút cái ly nhỏ nhỏ uống nước gần đầy ly dầu lửa cậu uống rồi cậu đi cầu gần chết nó tột y như sổ uống buồn á. Cậu Năm đừng uống mấy cái đó nha cậu liều mạng lại
mà không hết rồi kỳ chứ không biết sao khó khó tị quá trời không mấy cái này ruột mình khó tị á. Cậu giờ cậu đài đó, cậu uống cái này cái kia cái kia cái nọ đoạn cho nó chừng anh Nam uống hả? Mấy cái thuốc rồi trường sinh bất lão nó như bình thường nó ở tên này nè, nó nút mình khó chịu lắm, mình uống cái nó tụt sâu với con người, giờ nhịn đói tới từ sáng tới 12 giờ mình thấy trong người mình nó cũng khỏe nữa. Bị nó không có, nó không có lấy chất dinh dưỡng của mình đó. Nó nằm thinh ở dưới nó. Mà cái con này thường thường nó bán mày ruột non anh em ơi. Thường thường ta nói vậy, ruột non thì ở kế bao tử á. Cũng như từ bao tử tụt xuống là ruột non. Mình xuống chứ, về cũng già. Chứ nếu mà không có con đó cậu ăn mập lù chứ đâu phải mà ốm nhom nhách đâu. Anh ăn hổm này anh thấy được mập không? Cô Sáu ơi, mập không? Uống ba thuốc nhất nè. Hổm bị nhức cái lỗ tai, nhức nổi một miệng này nè. Nhức cái uống nằm tới ngày sân dở mặt. Cái bớt lại, bớt uống thuốc nhất lại. Dạ hết uống rồi. Cô Sáu thêm từ hôm đó. Trời đất ơi, cổ cũng nhức cái, cổ uống cái sao cổ mập lù. Cái mặt trần dần nha. Cái giữ nước á, giữ nước cho nằm. Uống thuốc nhất là nó giữ nước. Hổm nhức cái lỗ tai quá chừng nè, mua biểu mấy đứa mua thuốc uống à. Cái này nó này hết rồi, hết nhất rồi vậy. Anh nói mẹ anh đừng uống thuốc đó, anh đưa mẹ anh thuốc này uống mà mẹ anh không chịu. Uống đó thì mau nó chống nhất nhưng mà nó giữ nước cái nó mập lù à. Nay hết rồi, hết uống rồi chứ từ từ mới hết mất rồi. Chị Sáu toàn như cái hồng mít ạ. Chị Sáu ha. Cổ vui lắm mà cổ nói chuyện mà cổ mình nói cổ cũng không nghe được mà cổ nói gì tới lì cổ gặp cổ cũng vui á. Ai biết sao tại vì sao dĩ lãng tai dĩ nói dĩ nghe mình nói mình nghe phải nói nữa nghe nghĩ cũng tội nghiệp cổ như năm nào cũng đám dỗ chồng cổ cũng mờ dài dài lên á chỉ vô có mấy chị em rủ lại ngày đó cho vui vui á thấy cũng được. Ấy cậu đi tháng tư trước thì có đám rồi. Có đám mà đâu đến tháng tư sau nữa. Rồi cậu Nam tính chừng nào làm cái thuốc này vô Nam? Cậu mời tha nay. Chắc mời quá. Bị bữa nay nói gì tư chị vợ của cậu á. Đi vô móc cài mua giùm ghế lụ với đại hoàng về cậu cái cậu mới nấu chị sáng ơi cậu Nam nấu cái gánh chạy lên xin rồi cậu Nam uống hả? Nam nấu gần sao uống gần sao mà hả nếu mà cái con nó gan cái hả là bài thuốc này hay dữ lắm Vậy mà có lên chơi hả? Sáng mời xin lên rồi chịu mời xin đi công chuyện rồi sáng mời xin chạy lên rồi hố hả đâu hả? Cậu Năm có muốn ăn bánh mì Sài Gòn không? Sài Gòn là cái nó nhỏ nhỏ mà nó dày dò thoảng ấy hả? Cái siêu thị, bánh mì siêu thị. Bánh mì làm như hồi đó mà ở đây bắt phà nó còn chạy chứ ở đây ít có lò bánh mì. Cái mỗi lần đi phố ăn mua bánh mì về ta còn con. Giờ ở đây rồi bánh mì cả lên. Đi về tới bên bắc bên phà Gạch Miễu mà mé bên Mỹ Tho á. Trời ơi toàn là bán như chợ bán bánh mì á. Dữ lắm. Mà bán sáng bán trưa bán chiều giờ, bán tối giờ, bán luôn còn năm giờ không rồi. À năm. Giờ bánh mì không có đắt như hồi xưa. Giờ bị lò ở trong thôn mình cũng có lò bánh mì đó. Bánh mì mà cũng như ta lấy bọc ở thành phố thì người ta làm cũng giống như bánh mì thành phố như vậy. Bánh mì Sài Gòn. Cái thấy bà kia bà bán mà không ai mua. Cậu lại mua năm ổn cái sao người ta mua làm như thấy người ta ai mua cái người ta tao công vô tao mua cái bà đó bán đắt có sức. Mới hàng rồi có duyên hồi đó lên bánh xe miền Tây là từ bánh xe miền Tây về đây á cậu Năm cái mình lên là người ta đem bánh mì hay sách một bự chẳng tao mang muốn ăn nổi nha tao mang lên lưng dài cái gì anh biết đi xa cái mình nó bụng ngỏ mình mua ngỏ rồi mình ngồi mình ăn xong rồi mua chai nước mình uống cái gì mình no gì tới xứ mình về tới nhà không mệt mà bánh mì không chứ cũng có thịt thà gì đâu trong đó đâu chỉ có bánh mì không thôi mà bán rất dễ sợ luôn mà sao cậu lên xe cậu không dám ăn gì không dám ăn không dám uống nữa còn nhịn đói từ đầu tới cuối như đây đói hay sao nằm mắt ói hả sợ ăn mắt ói hả sợ mắt ói
Thì thở lên cái rồi xe nó vòng vòng cái rồi mình làm như nó chón chón nghe mùi xăng cái có người lên không xe ăn ăn mắc ói, còn có người không mắc ói. Có người làm như hôm cổ có nói chuyện với vợ nằm không nữa, lúc gại ngoại nắng quá trời luôn, cây cối chết hết. Dì Mười nói cây cối chết tài của dì Mười á, hồi năm rồi chết, hạn lúc hạn á chết rồi, xong cái dì Mười mưa xuống dì Mười tầm người có lợi, xong cái hạn năm nay cái chết tiếp. Tổng gì lúc tên đội á, ngay cái cục điện con biết không? Ngay tốt hồn lên cái cục điện mình ở đây mà mít rồi nó còn chết hết trơn, muốn chi vậy ngoài đó. Bỏ vậy. Ở trên lát cái người bán bánh bao họ bán thường thường bán cho vừa hấu ăn á, cái đứng nói chuyện nó trời ơi đám mây đen thui vậy mà không mưa, mưa một cái giờ bán ướt nhẹp cũng vui nữa. Cũng chịu nữa, bắt đầu mắc mưa á. Mà ổng nói là ở trên lát là mấy cây sầu riêng nó chết hết trơn tùm lum hết ăn Nó nghe cái hơi nước mặn không nó cũng chịu không nổi nữa vậy. Hôm nay cây trái thì tiểu Trần Anh coi, ta cái dừa nhỏ này mà không mấy mà mốt nó rụng hoặc là nó đẹp đèo bán được. Như dừa này giờ mà hả mà mưa một đám rồi mình phân mình rải vô đi, ăn cho nó có chất bổ nuôi chứ rồi tái nó tái dừa nó lép. Nó nhỏ xíu bán được. Ở đó anh hờ hai bao ghê, hai bao phân lần. Khi mà mưa xuống rồi gãi vô đặng ba cái con nó nuôi. Ở đây cũng có chuẩn bị rồi nè, bao thân ở đây mà không có mưa nè. Không có mưa. Cả hôm qua thấy trời nó mây đen thui mừng nó xuất. Chuyển là anh mừng không, trời ơi mưa không. Mưa đặng mình gãi mình cúng qua cây chứ giờ trái nhỏ nhỏ nhóc ở trần mà không. Nếu mà không mưa từ năm tới ba dừa đẹp đèo đâu có bán được, rụng hết trơn năm xưa. Nó rụng mà không thiếu nước thì rụng quá trời, thiếu nước không dừa bà bắp chuối nó rụng quá trời, thiếu nước đó nó không đủ nuôi cái thái rụng. Cái kiểu bị nước mặn á. Dì Mười nói mỗi năm nó chết mới, mỗi năm chết mới chết người năm sau chết sạch luôn. Theo bị giờ dì Mười bán gấp mãi chứ theo chỉ quay trở lại những này tôi chỉ sống chỉ mua bán rồi mua lại cũng nhiều công đó không sao. Bây giờ cũng khó mua cậu nào mình khó mua chính quyền đó nha. Nhưng công hay công mà có mà nói cái số nhiều không có. Tại vì đất chặt mà người đông. Đúng rồi, chia ra bớt. Mà nó sống ở đâu cũng quen đó rồi nè mày. Mày cũng quen rồi. Nó quen rồi, nó nói lẻ chứ nó quen rồi nó không có về. Hỏi vậy. Cậu Năm với mẹ mình nó lâu lâu nhắc dì Mười cái muốn dì Mười về đây ở. Muốn về đây sống cho vui. Chị có em. Có chị có em như tỷ anh em mà gặp qua gặp lại vậy á. Nó vui. Sống xứ rồi. Giờ người ở nơi cái rồi nhiều khi cái kiểu 2-3 năm mới có về lần á. Chắc chừng nào con Mười gã dần chắc có đi à. Có đi là đám á con. Tội nghiệp đó, hôm lần nó còn nhỏ, bà ngoại đi bán đồ cái ở nhà ông ngoại cho nó uống sữa, trời ơi nó khát sữa nó khóc nó la quá trời, cái chừng ông khuấy mà không ông đi ngâm ở trong cái thau nước cho nó sữa nó nguội mà nó còn nóng hổi, đưa vô trong miệng nó một cái hai tay nó chụp nó đè vô nó bú một hơi rồi ngã ngửa ra nó cà khè nó mệt á. Hồi đó bú sữa bò chứ đâu có tiền đâu mua sữa bò. Bú sữa bò tội nghiệp lắm. Đói quá trời á. Bởi vậy đó. Bộ mẹ với cậu Năm là nuôi dì Mười hả? Thì có ông ngoại nữa nhà nữa. Vậy ông ngoại thấy sữa ông ngoại ngâm cho nguội mới đem cho dì Mười bú. Mới chai bú á. Còn bà ngoại thì đi bán. Bà ngoại đi mua chuối rồi về bán kiếm mua gạo ăn. Hồi cực lắm con. Thôi mấy anh em mẹ còn nhỏ á, nghèo. Lính nó đóng bóp đồ ngay nhà cái gì không có
đất ở rồi để ở đâu người ta, rồi đâu có cơm gạo gì đâu ăn, rồi đi mua chuối bán, mua chuối mua trái cây đồ bán, chở đi bán xe qua Trà Vinh đồ bán. Mẹ con học học rồi cái ngoại chiều thứ bảy á, chiều thứ bảy á cái đưa mua chuối cái xả bỏ vô bội cái mẹ con đi học rồi xuống với ngay trong vòng quéo á, bến đò Đại Đức ở từ Bến Tre nó qua đò Đại Đức đụng đụng đó cái mẹ con xuống đó rồi đi qua bển giao chuối rằng rồi chủ nhật về rồi sáng thứ hai đi học. Ủa, mẹ khách cũng theo bà ngoại đó con ơi. Vậy mẹ con đi sang đưa chuối qua bà Năm bên Tài Vinh đó thường lắm ạ. Đi trời cứ mồ chứ đâu phải đưa chuối về đừng về đưa chuối cái bà kia bà tả tiện nhiêu vậy cái cầm về cho ngoại mà về lại ngoại. Mua chừng ăn giả gạo nữa giả gạo vậy hả rồi ăn ăn đó. Hết rồi cái mua đó, ăn rồi cái đi mua cái khác vậy đó. Cực lắm. Đại Đức với Hồng Đức là hai anh em gia đình đó. Hồng Đức Đại Đức rồi, lúc đó dân đi buôn dữ lắm, người nghèo không có công chuyện gì làm, người đi buôn chú dữ lắm hả Năm. Người ta đi dữ lắm, mới đầu má mình đi cái sao người ta bắt trước, nhiều người đi quá trời ha. Cô ba nữa, cô ba cũng đi chung với má nữa. Cô ba Son đó ha. Bởi hội ở bên Tà Vinh á kiểu nước mặn ít có ai tầm chú với thằng bán giờ không được bán được đắt dữ lắm. Bên Tà Vinh hả con nè? Bên Tà Vinh đó con. Phải giờ hình như là bên Tà Vinh cũng biết cây nhiều rồi năm giờ nó đắt đi bao bởi nước ngọt là mình trồng bình thường vừa tái dữ trời lắm bị năm có là tại vừa tái quá trời mà ở bển nước nó ngọt. Nó làm mở cửa một cái ghè ở trên nó chúi xuống muốn chìm vậy ghê thẳm không dám đi trời ơi nó chúi bị cái mực nước trong cao hơn á nó chúi xuống muốn chìm á tiêu ạ tới 10 cửa mà người ta xả có cửa thành nó chảy mạnh lắm chảy đến đường cái dù còn ở dưới chạy xịt khói đen chạy lên muốn không nổi đi lên cái dốc quá trời ơi ghê quá Nam nó hút chìm ghê nó là thấy ghê cũng chết mà bà ngoại hồi đó đi lâu bao lâu mới về một lần cậu Nam bà đi ba như buôn bán thì ba không bữa con rồi hồi lần bà đi Sài Gòn nữa đi Sài Gòn là cũng mua đồ chuối cao miễn cầu ớt ngày kia bà đi lên trên trận Sơn Đông An Đông ở thành phố của thành phố Sài Gòn hồi kia Sài Gòn An Đông là chợ đầu mối chợ An Đông chợ bữa mới hình như là chợ đầu mối chợ đi chợ Lò Than nữa ngay chợ Lò Than gần cái cầu chữ Y á cái hồi đó phải không bà ngoại còn sống đi theo bà ngoại bà ngoại giờ bà chết mất đất rồi. Chở là thang cây cầu chứ y á hồi má dẫn tôi đi với Năm hồi mấy năm đó, nước đen thui y như dầu hắt á mà sao thấy bữa thấy cái người kia cũng hơi bị tâm thần phóng cái đùm ở dưới lặn hụp ở dưới đầu cổ không còn gì tên không ta... con nít nó cũng nhảy xuống nước tắm nữa ở kia thấy ghê quá mà ở ngay chợ là thang đi qua bên kia thì có cái đò á Năm đi qua có cái xuồng tôi đưa qua đưa lại mà cũng đưa không ít khách nha hồi đó coi nó đè nó tắm nó đeo cái xuồng hồi tôi có đi giờ hay mà mấy đứa con nít mà chắc là cũng lưu linh lưu địa vậy đó chứ con người ta đàng hoàng ai dám cho xuống đó tắm bỏ vậy chắc nước bỏ rong bỏ riêu vậy á nước đó là nước dơ cống độ xả xuống hả con ơi bỏ dơ nó đen như dầu hắt luôn á đen thấy ghê lắm như sao tiết quản hết trăm rồi mà chợ cộng lạnh á là nó dơ tàn cái giá lạnh còn ức tôi tùm lum mà nhảy con nít đó, nó cũng lặn hụp ghê lắm đi trùng không bị ông già vợ của cậu đi lên bán chuối á ông nói ông đây mà ông trèo lên tới chợ cộng lãnh ông bán chuối quá rồi cực ông lãnh là ông nào không biết cậu ông lãnh là ông nào mẹ thì cái tên vậy chứ ai biết cậu như cậu ông Tạo hả ông Tạo ở đây cậu Tân Phú Tây nữa Nam cái cậu ông Tạo có ông hết rồi hồi đó chắc xưa dữ lắm rồi cũng như nhiều khi cái nói là
gạch cả đầu rồi á, cái ông cả ông ở ngay ngã ba đó, ông đồng trầu á, kêu cái ông cả đầu vậy á. Cái tên đó ra, cái tên hồi xưa để lại. Nghe bà nghe ông nói như cái gạch của ông ngoại là gạch ông Ba Cao. Phải không? Phải không cậu nào? Hồi đó người ta kêu vậy phải không? Bị ổng cái gạch đó rồi ổng cất nhà ổng ở gần mé đó đó. Ngay đầu gạch. Người ta hồi xưa ngay đó thưa người đó hai năm. Không giờ, có người ở. Giờ quá rồi ta. Hồi đó không có người ở. Giờ hả lộ tới đâu thì nhà tới đó ha. Thôi giờ cậu Năm về trả nha khách. Dạ. Anh về đã nha. Dạ. Đủ mấy nước anh về rồi. Đưa cái phít nước rồi. Có được nhiêu rồi, được rồi. Ơi, bị hết vậy rồi. Sáng nay bị đủ vậy rồi. Nó bữa nay nó có đi học không con? Được rồi. Hôm nay nó dịch để Khánh chưa dám cho nó đi học đâu nào. Sao không biết trời nó im thiệt là im luôn đi rồi cho đi học được. Mẫu giáo 4 đi học lại hết trơn rồi. Này nó ba chưa được 4. Chưa được 4 hả? Năm tới mình chưa này 4. Mầm nha. Này dở trẻ vậy Năm. Con cháu ngoại chú Bảy Dũng mới có tuổi nhiều hấu mà gửi vậy á. Gửi ta giữ cho mình á. Gửi đâu? Chở thì gửi mà không biết gửi được học nào chắc ở bên nhà nguyện quá. Chắc rồi lọc, Bên nhà nguyện con cũng Sơn á. Con Sơn giữ á.